Đây là trung tâm việc làm cộng đồng La Comena đảo Staten. Tổ chức phi lợi nhuận này của thành phố New York giúp người lao động nhập cư được đào tạo nghề. Không có lan can, nên không thể biết liệu họ có đeo trang bị lao động hay không. Marilyn Villamar, 20 tuổi, người Ecuador, là một trong số ít những người mới đến được chọn từ danh sách chờ rất dài để được huấn luyện an toàn lao động tại công trường xây dựng. Quy định của thành phố New York bắt buộc các lớp học này. La Comena cho biết chúng thường có giá từ 600 đến 1.000 đô, nhưng tổ chức này dạy miễn phí và bằng tiếng Tây Ban Nha. Chương trình này giúp trao cho tôi một cơ hội. Tôi sắp kiếm việc làm trong ngành xây dựng. Theo Hiệp hội các nhà thầu và công ty xây dựng ABC, ngành xây dựng sẽ phải tuyển dụng thêm hơn nửa triệu lao động trong năm 2024 để đáp ứng nhu cầu. Còn số này cao hơn tốc độ tăng trưởng bình thường của ngành là khoảng 200.000 đến 300.000 công nhân mỗi năm. Đại dịch đã khiến nhiều người nghỉ hưu sớm. Và vì không có đủ dòng người lao động trẻ, những người trẻ hơn tham gia vào ngành xây dựng, bạn sẽ gặp phải tình trạng thiếu hụt cơ cấu. Một sự thiếu hụt mà La Comena tin rằng người di cư có thể giải quyết. Cộng đồng của chúng tôi rất háo hức được đi làm, chuyển đến nơi làm việc và tiến thân. Nhưng Cepeda nói rằng tổ chức phi lợi nhuận này cần nguồn tài trợ của liên bang hoặc tiểu bang để tiếp tục cung cấp chương trình đào tạo miễn phí cho số lượng người di cư nộp đơn ngày càng tăng. Tôi nghĩ đó là điều đôi bên cùng có lợi và nên là sự đầu tư ở cấp tiểu bang. Tôi nghĩ nó thậm chí có thể giải quyết một số lo ngại của nhà nước về việc chi tiền cho các dịch vụ xã hội. Nếu mọi người có việc làm, thì họ có thể mua được những thứ khác. Nhưng một số chính trị gia địa phương tin rằng việc tiêu tiền của người nộp thuế cho những người di cư mới đến là không công bằng đối với công dân Mỹ. Tôi không thấy ai có đầu óc tỉnh táo lại nghĩ rằng đó là một chính sách tốt cho Hoa Kỳ. Tôi biết có rất nhiều người muốn làm việc, nhưng cũng có rất nhiều người là công dân Mỹ cũng muốn làm việc. Hãy cố gắng giúp đỡ họ. Thị trường New York nói rằng thành phố sẵn sàng chi hơn 12 tỷ đô cho đến tháng 6 năm 2025 để giảm thiểu khủng hoảng người xin tị nạn. Fosia không chấp nhận điều đó. Khi chúng tôi lần đầu yêu cầu ước tính cách đây hơn một năm rưỡi, ước tính sẽ là khoảng nửa tỷ đô la để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở thành phố New York. Bây giờ, họ ước tính 10 cho tới 12 tỷ đô la chỉ trong một năm rưỡi, tương đương khoảng 143.000 đô la cho mỗi người di cư mỗi năm. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành xây dựng chia sẻ quan điểm của La Comena rằng đầu tư vào những người mới đến Mỹ là đầu tư cho tương lai. Khi bạn có một khoản nợ quốc gia khổng lồ và bạn có rất nhiều lực lượng lao động tiềm năng trong nước, bạn cần bắt đầu nghĩ đến việc sử dụng lực lượng lao động tiềm năng đó một cách hiệu quả hơn. Hầu hết các chuyên gia cho rằng chi phí ban đầu cho việc hòa nhập người di cư vào cộng đồng có thể cao, nhưng lợi ích kinh tế và xã hội lâu dài thường lớn hơn những khoản đầu tư đó.